Rồi chị chào em ha. Dạ, em chào chị Dũng Quỳnh, cuộc sống Mỹ. Rất vui được gặp chị. Chúc chị một ngày mới vui vẻ và thành công, tốt đẹp. Em xin chùa công đức đồng bọn, đăng nước vùi nguồn nước. Em có tài chùa thân thương nhất. Có anh, có chị, có cô, có chú. Xin đầy đồng bọn, một ngày tốt đẹp nhất. Dạ, em là Lê Điểu, sinh sống Quảng Nam, làm việc ở Quảng Nam. Năm nay em 48 tuổi, 50 tuổi, sinh 1934. Một chín mấy? Tôi sống và làm việc ở Quảng Nam. Anh sinh năm mấy? 34 84 chị. hả? 1934. 74 hả? Hiện tại là anh đang làm công việc gì? Giờ em đang bán con ốc tại nhà chị. Nhà anh mặt tiền hả? Rồi nhà ở tiền chị. Bán quán ốc hả? Chắc là nấu ăn rất là ngon phải không? Dạ. Dạ em nấu chị, em nấu em tự dùng luôn. Rồi anh làm công việc đó được lâu chưa? Em làm vỡ quốc đi tập cả 14 năm rồi chị. Rồi có ai làm với anh không hay anh làm mình thôi? Hồi trước là có cũng hơi chậm đồ. Và hiện giờ là mình đi không rồi là mình em gánh hết. Một bạn gánh hết. Vừa đi lồn và vừa náo vừa bốn luôn mình em. Gì đó hả? Nấu vừa vừa nấu vừa dọn rồi vừa dẹp luôn hả? Rồi tự nhiên mình chỉ thấy không chị? Sao không thuê người làm phụ? Giờ cũng như là mình vẫn lột được mà chị. Mà nhà anh ở mặt tiền rộng không? À, tiền ngon thì ba mấy giờ hơi chục mấy chị. Là mình ở phía trước sân trước mình bán đó, còn ở trong mình ở ha. Bảo là một mùa sau một đứa thêm con. Rồi lý do gì sao anh với bà xã chia tay nhau? À, cách đây cả 10 năm là Nam rồi có cũng bỏ nhỏ vào đây đi Nam bộ cũng không có làm hết, nhưng mà em cũng thôi thì em cũng núng níu thời gian cũng Nam và Nam đây là cũng núng níu không được nữa. Cứ bước qua cách đây vừa Nam và con em cũng sẽ không qua cũng đừng nay ô mẹ cho nó mất cái tuổi cuộc sống của qua rất nhiều. Mình em mới đặt mong muốn như vậy đó. Tôi biết hồi là con em là nghĩ em là buồn mà em nghĩ coi buồn không giống nó rồi, mà cuối cùng là coi nó rồi là em tháo hiểu được thôi, em cũng chấp nhận người ta, em tự động đang đi không luôn. Cái cuối cùng là cái lúc cuối cùng đây là em cũng một bó hoa, mua bó hoa năm mùa em mua hoa năm mùa cũng năm hơi bó hoa đẹp da buồn của chị mình cũng lột đúng lúc thằng mình lại cho năm như vậy cho mấy làm mà cũng không được thì thôi em chúng ta cứ Rồi anh có được mấy người con? giờ hai đứa chị đứa nào đi 28 tuổi đứa gì là 14 tuổi Con anh hiện là sống chung với anh hay sống chung với bà xã? giờ sống với anh chị hai đứa ở với anh ấy. Rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? À, ưu điểm của em đó là thứ nhất là rượu chè không uống qua các bữa một nhỏ đèn em chơi em chủ yếu là uống ly cà phê và một cái thuốc thì vui vẻ em đó thôi, chủ yếu là công việc làm em của em này đi làm chứ. Còn khuyết điểm của anh? Khuyết điểm của em đó là có hầu rảnh rỗi em đi cao một thời gian lớp cái gì thôi, thời gian mà rảnh rỗi không bỏ việc rồi thư thư giãn đi cao một giây lớp gì đó được gì chúng chẳng có hôm chơi bời cuộc sống mình bạn còn lao lên cuộc sống cảm ơn cho mình bền vững hơn nữa.
Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Em muốn tìm bọn gì đó là khoảng cỡ 40 đến 5 máy cũng được, mà chủ yếu là chung thủy, một là một tòa trước sau như một, cuối cùng cũng đời cùng nữa, không lúa một rồi đi một nẻo, cái gì cũng tập bằng mặt hai. Anh có nghĩ là cô ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Độ tuổi cũng 45 đến 5 mái cũng được, kiểu tranh lệch đâu tuổi chẳng sâu, nhưng mà đây mình tìm một cái bờ bơ thật là tìm một cái tương lơ thật là cái tuổi tốt thì không đẹp không đẹp tương xứng nhà xa chứ cũng được thôi, tuổi nhờ trời mà lựa chứ nữa. Bình thường á anh có hút thuốc với uống rượu không? Em được không hút bờ bọc đỏ đen chưa, em yếu cũng không lựa cà phê mà để thuốc thật. Anh coi video của em hay ai giới thiệu anh xem? Cũng như là mình đó cũng như là cuộc sống đó cô đang đứng bén đầu vậy, thì mình cũng hà rất vô bỏ chỗ mà những cái nấu yêu thương đó em cũng chọn cũng nhiều chỗ đó mình thấy cây chị như thật là và thấy mình thích hơn với mấy cây. Đã cũng có lên kênh khác chưa hay là chưa lên kênh nào hết? Dạ chưa, em mới lần đầu đấy chị, hơi bỡ ngỡ. Coi nhiều nhưng mà mới lên lần đầu phải không? Ừ, con anh như thế nào, có ủng hộ anh đi tìm người bạn mới không? Thì con thì đứa cũng cổ động biết, ngoài loa với tòa cũng cổ động, anh chị em chú bố cũng cổ động em biết, tóc em biết, em có một động lực em đến ngày hôm nay gặp chị. Mà con anh nghe, qua qua lấy vợ gì qua thương mà con lo mẹ con hỏi đấy thích con thúc mấy ngày nữa em có động lực lấy mình vợ gì Dễ thương ha. Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? là cao một mấy 67 cân nặng 59 đến 56 là 59 đến 60 tháng hôm nay xuống đâu có cân chị. Rồi gia đình của anh á có được mấy anh chị em? Gia đình em là bốn anh em trai là có gia đình ấy rồi, và giờ em mất còn giờ và em ở chợ đi không gia đình mấy. Gia đình của anh nó có ai ở nước ngoài không? Giờ không gì Rồi thời gian rảnh rỗi á, anh thích làm việc gì để giải trí cho mình? là em lãnh rỗi coi như là hầu như đi cao nó thôi, em yếu đam mê nó cao mà đam mê cao đó là lượng cao cho vui giờ thế thôi, không phải bỏ con em rồi mà đi du cao Karaoke hả? giờ đam mê cũng qua mình dễ thấu qua giờ thấy giờ vui thời gian mình cũng có thôi chị. Đam mê chắc là phải hát hay mới đam mê đúng không? Chứ thường người ta hát dở người ta ít cái đam Đam mê Cha mẹ của anh đó còn đầy đủ không? giờ bà già mất còn già Hiện tại là anh đang sống một mình hay là anh sống chung với ba anh? em có nhỏ đi gia đình em đi mà hiện tại em sống có được hơi đứa con không mà đấy. Sống chung với con anh hả? Anh thích một cô mà anh tìm kiếm trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Thì nói chung cũng vừa thầy nói nhiều quá không được mà ít không được cũng vừa thôi, mà phải hiểu biết phải có và chia sẻ với nhau là cái buồn của vui cũng như là của thứ là chia sẻ với nhau hay là đó là điều đầu tiên. Chờ em xíu nha, nắng nó hơi bị chói rồi. Trong tình yêu, trong hôn nhân, anh có lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con mình không? Thì cái đó thì em có chị, em cũng là hơn lắm bọn lắm thì một phụ nữ là mình phải hiểu tâm lý họ chị,
Người phụ nữ cũng mình lỡ một cái đó là một niềm vui quá, mình phải hiểu, mình phải biết là người đó là như thế nào, nó biết lỡ một làm gì. Sau khi chia tay với bà xã anh khá lâu vậy, chắc cũng có quen vài ba người hả anh đó? Chưa nghĩ đến gì, mà đấy mình là nghĩ đấy mình đây đây bán tiền anh. Rồi với công việc hiện tại của anh đó, là sắp tới là anh có dự định là mở rộng thêm hơn không, hay là hoặc là muốn làm công việc gì khác không? Phải chắc phải có thêm người mới Thì được phục em vụ. giờ nếu mà có một người nữa là thì em mở rộng thêm một xíu nữa. Quán ốc ở Việt Nam hình như là giờ quán đó cũng đang là top đó, người ta cũng thích ăn món của trong quán đó nhiều quá không? Đó, quán em cũng như là bán thì là có tầm mấy ký hay một ký đấy chị. Hồi đó giờ anh có bao giờ đi du lịch đâu đó không? Ra nước ngoài không? Dạ không chị. Rồi anh nấu ăn ngon vậy, chắc anh nấu ăn cho con mình luôn mỗi ngày phải không? Dạ cái này nó cũng được, nó lên cũng được. Mình nói cho khách đồ ăn á, mình có biết cái tỷ lệ của hết mình nói cho là khách ok là mình nói có ngon. Mà quán của anh mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? À, em đi lồn ốc cho về khoảng là tới trưa là 10 giờ em về, cái đầu em 8 rưỡi em nấu ăn xong xuôi rồi cái đầu em đổ ốc cho má bấm bấm sang cái đầu em rồi em nấu ốc em chọn khoảng hơi giờ em mở cửa đó khách đấy. Ủa, anh có đi làm việc khác nữa hả? Không có ốc này là em tự lồn luôn chị, em tự lồn gì tự bón luôn chị. Rồi bây giờ nếu mà tìm hiểu một cô vừa ý anh xong á, khi nào anh sẽ đi tới hôn nhân được? Thì cái đó cũng tùy quyết định có hơi bay cũng như anh có một ngày phù hợp. Anh đã chuẩn bị hết rồi đó phải không? Chỉ cần cô ấy tìm được cô ấy thôi phải Là không? sự mong muốn nhất. Mà anh coi video lâu như thế rồi, coi nhiều kênh nữa, thì anh có để ý được cô nào trên kênh của em không? Dạ cái đó là em cũng em bận em cũng ít để ý đó chị, nếu mà cái bài tỏ của em như vậy á là cô nào mà có cũng nhận được cái lời bảo với em thật lòng như vậy thì đó là em mong muốn nhất và những gì tốt đẹp em dành cho cô. Em bận ít dùng thủ như thế nào cũng được, em một mình em vừa làm cho vừa làm chồng vừa làm vợ vừa đủ thứ mình em mệt. Nhưng mà anh là đàn ông, anh phải xem video và anh phải chủ động đó. Còn trong cái chuyện tình cảm phụ nữ ta hơi ngại đó nha, cho nên mình phải là chủ động. Sau video này nếu mà anh Em thích thuộc về hả? lắm nhé. Nhưng mà đàn ông phải chủ động trong tình cảm chứ, rụt rè sao được. Rồi sau video này nếu mà anh thích cô nào á, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho anh số điện thoại để anh liên lạc với cô ấy nha. Nhưng mà nhớ là khi Đó. nhưng mà nhớ là khi tìm hiểu là tìm hiểu thật kỹ rồi, nhớ cẩn thận về tài chính của mình á, đừng có để mình phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình đó, đừng để mình bị gạt bị thiệt thòi nha, là mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình đó. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha, em hy vọng là anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào khán giả giùm em ha. Rồi. Anh chờ khấn gió bên đồng hồ đang nước mùa nước em có đủ đau lòng gì cho sống xin cô chú anh chị đi đồng hồ bọc bọc chân thành cảm ơn. Dạ, bye anh, good night anh ha. Rồi. Bye.